Nhà ga hành khách quốc tế T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài gồm 4 tầng, không kể tầng hầm, dùng làm hệ thống đường ống kỹ thuật và đường công vụ, với diện tích mặt bằng 139.216 m², với tổng mức đầu tư gần 18.000 tỷ đồng ODA. Năm 2018, nhà ga đã khai thác mãn tải và bắt đầu quá tải khi sản lượng hành khách thông qua năm 2019 đạt 11,446 triệu lượt khách, vượt công suất thiết kế nhà ga T2 theo tính toán ban đầu khai thác 10 triệu hành khách vào năm 2020. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai thực hiện. Cải tạo, mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 10 triệu hành khách một năm lên 15 triệu hành khách một năm, mở rộng thêm 61.100 m² sàn và cải tạo chuyển đổi công năng 18.730 m² sàn, nâng tổng diện tích sàn nhà ga hành khách lên 200.316 m² sàn, được xác định định hướng đầu tư hiện đại, tầm cỡ quốc tế, khẳng định vị thế đất nước và là công trình bền đẹp để lại cho mai sau. Công trình xây dựng gồm hai phần. Phần 1, thi công mở rộng nhà ga và các công trình phụ trợ, gồm thi công mở rộng cánh Tây, cánh Đông và khu vực trung tâm, thi công từ kết cấu đến hoàn thiện kiến trúc, cơ điện và lắp đặt công trình, bổ sung hệ thống cầu ống lồng. 2, thi công cải tạo và chuyển đổi công năng bên trong nhà ga hiện hữu từ tầng 1 đến tầng 4 nhằm nâng cao năng lực khai thác của dây chuyền hàng không. Tổng mức đầu tư dự án là 4.996 tỷ đồng, trong đó gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Công trình mở rộng được xây dựng bổ sung thêm hai đảo check-in, bao gồm 24 quầy check-in truyền thống, 24 quầy check-in tự động và 24 kiosk check-in, bổ sung thêm hai băng tải đi và trả hành lý. Bổ sung 15 cầu ống lồng, bao gồm 11 cốt C và 4 cốt E, cùng hệ thống dẫn đỗ tàu bay VDGS, mở rộng trạm xử lý nước thải, nâng công suất xử lý từ 2.600 m³ một ngày đêm lên công suất xử lý 3.900 m³ một ngày đêm. Tại giai đoạn mở rộng, nhà ga hành khách T2 sẽ được trang bị các hệ thống thiết bị ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, bao gồm hệ thống tự làm thủ tục kiosk check-in kết hợp với hệ thống làm thủ tục ký gửi hành lý được kết nối với cơ sở dữ liệu công dân, giúp hành khách giảm thời gian làm thủ tục xuất cảnh, hệ thống ký gửi hành lý đến sớm EBS, tăng diện tích sử dụng dịch vụ cho khách hàng tại cảng. Hệ thống máy soi chiếu an ninh sẽ được trang bị làn soi chiếu thông minh SSL, có trang bị chức năng trả khay tự động, máy soi cơ thể để tăng khả năng thông quan cũng như tăng trải nghiệm dịch vụ cho hành khách. Đồng thời, tính toán sẵn các giải pháp để bổ sung trang thiết bị, công nghệ cần thiết để phục vụ chuyến bay thẳng đến Mỹ. Dự kiến công trình mở rộng và nâng cấp nhà ga hành khách quốc tế T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ hoàn thành đưa vào khai thác trước ngày 31 tháng 12 năm 2025, nâng tổng công suất hệ thống nhà ga T1 và T2 đạt 30 đến 40 triệu hành khách một năm, vượt tiến độ để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.